Hello cả nhà. Tôm. Hello cả nhà. Đó, bây giờ ông đã em nó xuống mang cơm nên là cả nhà. Hai cha con đều cắt một khúc cuối cùng. Đó. Trời ơi cả nhà ông ăn ngon lắm cả nhà ơi. Hai bỏ tay ra đi, ba cắt dễ thôi. Dễ luôn. Đó. Hồi nãy là kiểu không ăn, bây giờ xuống là ăn kỹ thế. Ăn cả nhà thấy không? Vừa ăn vừa exercise luôn cả nhà. Wow. Hello, welcome to my family channel. Thank you for watching. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Hôm nay mình chuẩn bị nấu đồ ăn buổi chiều cả nhà. Chuẩn bị thì mình có một con mực này. Mình có một con mực ni mình nướng với thêm ớt xé tủy nha cả nhà. Còn con mực này thì em sau thơm với lại hành với lại dưa leo nha cả nhà. Bây giờ em ướp mực này này, em dùng cái này là 2 muỗng ớt xé tủy nha cả nhà. Tại trong ớt xé tủy này em có bỏ gia vị rồi, em chỉ bỏ thêm 1 tí hạt nêm gà thôi. Rồi bây giờ em dùng cái bao tay em ướp nha. Đó. Ướp cái dây lạc này em nướng này. Còn bên này em chuẩn bị thịt cho gái em. Em ướp gia vị rồi lại em thêm cho nó. Đây là thơm. Dạ thơm lắm, em xong mực đó cả nhà. Cái này chắc cay lắm nha bà. Đây là con mực giãn nang. Dạ đúng rồi. Mực giãn nang. Mực này là ăn là bà chạy bố chạy cay lắm. Mà ướp thôi là thấy cay rồi. Nhìn thấy màu mè là đẹp. Dạ, rồi. Thấy cái màu nó đẹp rồi. Quá tuyệt vời. Em xoay cho nó bị cho nó đi vô trong mấy cái đường tay mực này. Em có cắt mấy cái đường này nè cả nhà. Để em ướp gia vị cho nó thấm. Lát nữa anh lấy cái khay xong bỏ cho ba cuốn nữa hả anh hả? Ờ vậy giống như hôm bữa đi. Rồi bây giờ em nào. Bây giờ con cái này thì em bỏ qua đây để em xào luôn nè cả nhà. Tại nó có chất sa tế cũng ngon thơm. Cái này em chưa ướp gì cả, em mới bỏ tí ướp sa tế thôi. Ướp sơ thôi, không cần. Dạ. Lật lật chỉ là xào lên là lạc nó mình đà. Cắt một tí mình tương lên là không lạc nữa, em ướp thêm tí nữa để em bỏ tay ra nè. Dạ. Rồi. Bây giờ em để trong mực này cái tâm 20 phút em bỏ vô nữa nha cả nhà. Dạ. Quá đẹp cả nhà. Con mực đây. Hai con mực, một con là nướng, một con xào. Xào thơm, một con nướng sa tê. Đây là cái nồi cơm trực thăng hiệu Costco. Ở đây em bỏ thêm em ướp em một tí hạt nêm nữa này cả nhà. Tí hạt nêm. Rồi một tí hạt nêm lấy dầu thôi. Rồi. Trộn lên. Ướp. Trộn. Cái này em cũng xong với là có luôn, theo sự yêu cầu của Cương. Em đúng cắt rồi. Nó rơi. Đúng rồi, cắt vậy đó. Phải không? Nó tuyệt vời, đúng, quá tuyệt vời. Cái gì phải cho mới lạ chút, xào mà cắt từng mỏng 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 thôi. Rồi bây giờ em đi sơ chị rau hành ba lạc này em quay tiệm với cả nhà. Cắt vậy từng miếng nó bình thường rồi, bây giờ chơi nguyên con luôn. Cắt sơ qua hơi nó còn dính lẹo này một con. Hình thức nó đẹp đẽ, mát mẻ, mới mẻ, sạch sẽ. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Bây giờ cho mẹ bỏ mực vào lo nướng nè cả nhà. Đây đây cả nhà. Thấy không? To vậy đó. Ok. Mở lò vậy cả nhà ha. Bỏ vô nha. Cỡ cái này cỡ 10 phút, 15 phút. 15 20 phút. Đó, đậy nắp lại nha cả nhà. À, bây giờ em anh nằm lại đi để em xong mực luôn. Rồi bên đây em chuẩn thịt cho con gái của em nè. Em xong mực luôn nha cả nhà. Đó, bây giờ dầu nặng thôi. Bỏ hành vào. Thì em làm cho hành cho nó
ăn rồi cả nhà. Bây giờ hắn vào vàng về đổ mực vào cũng cả nhà. Đổ mực vào thì em đổ hành tây vào luôn cả nhà. Đương em sẽ bỏ hành tây trước. Không, không phải mực đi nó lớn, anh hiểu không? Lớn cỡ nào vậy? Sơ mực nổ thì thường thường là con cái... mấy cái kia là vô trước. Dâu củ quả vô trước xong xào. Chị xào em xào như vậy nhưng mà tại vì em có khử hành rồi, mực này nó bự em sơ nổ kịp nè, nên em phải đổ mực. Giờ mấy nữa. Con mực 50 kg luôn. Con mực con 1 kg à. Bây giờ bỏ con mực 50 kg lên cũng chín rồi. Đó, vậy như này cả nhà. Em ấy vô hết xong mình đẩy nắp cả 5-10 phút rồi. Bây giờ em đổ thơm vào luôn nha cả nhà. Con nào cũng chín hết. Con sư tử bỏ trong nồi cũng chín. Cảm thấy con mực mình thấy đã không cả nhà. Tại vì nó còn nguyên con mà cắt con bên à. Nó dính lại không lại. Cũng còn một cái ô tròn vậy đó. Bây giờ em để nắp em đi lại nha cả nhà. Đúng rồi, những người hơi nóng lên là đẹp luôn. Cả nhà con mực đây nè cả nhà. Đó, thấy không? Ơi đây nè cả nhà ơi, cái chậu mực của em chín rồi nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá thế thôi rồi. Trồn lên tí đi ba. Ừ, trồn lên. Để gấp con mực lên coi. Đó. Đó nè. Thấy không cả nhà? Con mực nó còn dính nè. Ôi. Trồn quá nó rực sâu quá. Dạ, chắc em cắt sâu quá. Dạ, đúng rồi. Cỡ con nửa thôi. Là 40% em cắt 70% rồi. Thì nó trở thành vậy. Ok, không sao hết. Rồi cả nhà ơi, đúng rồi. Đây là thịt của con gái em nè. Ở đây lại đi. Rồi. Tạc lửa. Rồi đây. Đây mực của em nè cả nhà. Quả thơm thì thôi đó cả nhà ơi. Được tầm cỡ 7 phút nữa bác hả? Đây là chén chấm thân thẳng của em nè cả nhà. Đó. Cái này mà chấm vào mực nữa thôi bà chạy bụi chạc luôn. Và bà đi cắt dưa leo cho em bác ơi. Ơi đây nè cả nhà ơi, cái chậu mực của em chín rồi nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá thế thôi rồi. Yeah. Trồn lên tí đi ba. Ừ, trồn lên. Để gấp con mực lên coi. Đó. Đó nè. Nha. Con mực nó còn dính nè. Ôi. Trồn quá nó rực sâu quá. Dạ, chắc em cắt sâu quá. Dạ, đúng rồi. Cỡ con nửa thôi. Là 40% em cắt 70% rồi. Đúng rồi. Thì nó trở thành vậy. Ok, không sao hết. Rồi cả nhà ơi, đúng rồi. Đây là thịt của con gái em nè. Ở đây lại đi. Rồi. Tạc lửa. Rồi đây. Đánh mực của em nè cả nhà. Quả thơm thì thôi đó cả nhà ơi. Được tầm cỡ 7 phút nữa bác hả? Đây là chén chấm thân thẳng của em nè cả nhà. Đó. Cái này mà chấm vào mực nữa thôi bà chạy bụi chạc luôn. Và bà đi cắt dưa leo cho em bác ơi. Nên là cả nhà ơi, bây giờ mực em chín rồi, em múc ra diện cả nhà. Quá thơm quá. Rồi, mọc ra dĩa ra cả nhà. Cái dây mọc này cả nhà. Wow. Rồi bây giờ em đổ qua đây mình nữa nha cả nhà. Rồi. Dạ anh gặp mực kia ra luôn đi anh. Xong. Hello cả nhà. Đó, mực của em làm xong rồi nè cả nhà. Em mời cả nhà ăn cơm với nhà em nha. Wow, mực đã quá cả nhà ơi. Hello cả nhà, mời cả nhà ăn cơm ha, con mực nha. Mực nướng và mực xào. Cái kẹo kia ăn đâu rồi cả nhà ơi. Hơi giậm chút cả nhà ơi. Lần sau mua kẹo màu xanh, màu vàng, à, màu vàng và màu đen biệt lạc lòng đi mô. À, thịt này khó cho con gái của em, bây giờ nồi chừng không có ăn nữa rồi. Hay ra lấy cái dao cắt anh.
vậy. Đây, được, kéo nó bị hư rồi. Ngon. Ngon hả anh hả? Lâu lâu ăn toàn mực cả nhà. Con gái của em hôm nay nổi trứng rồi không ăn nữa cả nhà ơi. Ngon mà cay. Cay phải không? Thì ăn là cay cũng được, ực xét tuyển là phải quay cay đó. Cả nhà. Mời cả nhà đi ăn. Ngon quá. Mời cả nhà nha. Nhớ không? Mật là nha. Ăn xong rồi mình nhớ mời cả nhà đâu cả nhà. Mực tươi anh hả? Kỹ thế lắm. Hôm nay anh có mang kỳ quay video hơi bị buồn cả nhà ơi. Mua cái kéo mà cắt hải sản á, ngon lắm, nó cứng cáp. Thì cái kéo kia mình cũng cứng mà hai cái, em biết cắt mà dục ở đâu cả hai cái luôn cả nhà. Dùng kéo này không cắt hải sản được. Nhưng mà cắt cua, cắt... Mà anh có ăn mua đi, qua xem đi. Cua cứng cáp thật sự. Nhìn anh ăn ngon của anh đây. Người ngon mực cắt nhầm. Ăn thanh nhầm. Nó đậm đà. Đúng rồi. Cái gì mà nướng mà ướt sẽ tỉ lên nó đậm đà rồi đó. Thấy nhìn nó mới hay. Đau mè thịt mà. Ngon. Cây tới ốc luôn. Cây cây tới ốc. Hình có miếng dừa không anh? Nó đỡ cay phải không? Ngon lắm. Không, nó cắt vào, nhìn thấy hay hay. Cả căn nhà thấy không? Nóng, ấm mực. Có cái kéo bén là đẹp nữa. Nhìn hay. Kiểu mới lạ. Món ăn phải có kiểu mới lạ chút cho nó màu mè, có màu phải sức cái mè nữa, nhìn nó hay. Nhìn thấy Cương ăn cái miếng ngon quá. Ngon không? Môi về mới lấy bia dầu hả anh? Thôi, tí nữa uống bia sao? Cả nhà thấy không? Nguyên cái ống mực nó còn giữ nè, mình cắt khoanh vậy thấy không? Nói chung mình vừa ăn vừa cắt, nó thấy cũng ngon. Kiểu mới lạ, nó thấy hay hơn. Chúc mừng mình cắt hết, mình xào hết luôn. Đó, bình thường rồi cả nhà. Đó. Vừa giống như vừa ăn vừa tập thể dục vậy cả nhà. Không, mình cắt mình bỏ lên miệng, bỏ miếng khóm nữa, bỏ miếng tương ớt vô, cái mới lạ. Ngon. Ngon cả nhà. Ăn mà cây muốn khóc luôn cả nhà. Chắc miếng ăn miếng nữa thử coi. Nhà thấy không? Ăn vừa cắt thì thấy nó. Thấy không?
Ngon quá. Ngon. Chấm cơm. Ngon quá, ngon. Em bye bye cả nhà luôn. Bye cả nhà luôn ha. Hello cả nhà. Con. Hello cả nhà. Đó, bây giờ ông đã em nó xuống ăn cơm nên là cả nhà. Hai đó. Cha con đều cắt một khúc cuối cùng. Đó. Trời ơi cả nhà ông ăn ngon lắm cả nhà ơi. Hai bỏ tay ra đi, ba cắt dễ thôi. Cái dĩa luôn. Đó. Hồi nãy là kiểu không ăn, bây giờ xuống là ăn kỳ thế. Không cả nhà thấy không? Vừa ăn vừa exercise luôn cả nhà. Wow, mực nó dăng kìa. Ngon lắm cả nhà ơi, bữa nay chắc mua con bự hơn ba nữa, ăn cho nó đàn hả? Ăn sao thế? Vốn nó én ăn hỉ. Cái này sao thế cả nhà? Dạ, sẽ tỷ này em tự làm đó cả nhà. Con gái em nó uống sữa đó cả nhà. Vừa ăn xong vừa cắt đấy cho. Vừa đá xuống. Bữa nay tối nào uống ly sữa cả nhà giỏi lắm. Con mini xanh rồi. Rồi. Đúng rồi. Đây, bên em cũng mới cắt ra cả nhà. Ba, cả nhà. Con cái nào nó còn cái nó đi nè. Con để ăn cắt luôn. Cắt để ăn luôn. Ăn cho nó đã. Ok, Hanna bye bye cả nhà đi con. Má nội thôi. Má nội. Ok. Rồi.